Cả nhà đụng tới mẹ cái là mẹ lăn ra nè. Em Bông nè còn căng sữa lắm luôn á. Đó, thấy chưa? Phải cách ly em Bông với mấy đứa em, với mấy đứa con trong thời gian rồi mình mới đi giải quyết vấn đề cho em nó không có đẻ nữa nha. Mỗi lần đẻ là mệt lắm luôn á. Đẻ xong rồi bị tiêu chảy nè, ốm nhôm nhách nè, nữa tưởng chết rồi đó. Phải cố gắng cứu sống em Bông nha. Hello cả nhà. Hôm nay bây giờ mẹ sẽ mang mèo đi chích nha, đi triệt sản cho em nó để nó không có đẻ nữa nha. Cho em đi triệt sản nha. Kêu quá trời, Bông Bông meo meo. Chạy cả 2-3 tháng hôm mang ra nó uống non à. Có, nó ra hết kìa. Rồi. Ý. Ai lì nhất, ai là Bông hả? Lấy tay bà khều, bà lại lần bà cứ lấy tay bà khều con. Đó, em Bông tinh nghịch đó các mọi người. Em Bông rất là tinh nghịch nha, rất là thương. Điều gì?